Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình sinh tồn trong thế giới Pháp Sư Luyện Rồng. Hôm qua thì khá là may mắn á, mới vào mà mình đã học được tới tận 2 phép mới luôn. Một phép là phép chích điện nè, một phép nữa là hồi phục. Nhưng mà hôm nay thì mình lại muốn học thêm tầm 2 phép nữa. Đúng không ta? Để mình đặt xuống mình coi thử. Để cho cây gậy mình vô. Đúng rồi, cây gậy mình còn có thể chứa được thêm 2 phép nữa nè. Nên mình muốn là hôm nay chúng ta sẽ gán học thêm 2 phép nữa ha. Cho nó kiểu như là nhiều phép hẳn luôn. Rồi, và để đạt được mục đích đó thì đầu tiên mình cần phải đi khám phá. Vì khi mà đi khám phá thì mình sẽ có cơ hội đánh bại những con zombie và nó sẽ rơi ra sách phép cho mình đó. Tiếc thay là hiện tại ở nhà mình á, nó có 2 quyển sách. Nhưng mà 2 quyển sách này thì cấp cao hơn. Mình là cây gậy tập sự á, nên chưa thể học được những cái quyển sách của tân binh nè. Nó cấp cao hơn rồi, còn cái này là cấp cao hơn nữa cơ. Mà gán đi khám phá mà được. Ừ mà khoan, để mình chế tạo một cái set giáp mới cái đã. Mình sẽ làm một cái set giáp bằng sắt ha. Chứ bây giờ mình mà chưa có giáp sắt á, mình mặc giáp của pháp sư như vậy thì nó không có nhiều giáp đâu. Mình sẽ mặc ở trong là lớp giáp sắt ha, bên ngoài mình sẽ mặc giáp pháp sư nữa. Đấy, sao mà đỡ được. Vậy sao mà biết bên trong là mình mặc giáp sắt đúng không? Lừa đấy. Rồi, và khi đi khám phá thì mình sẽ vẫn mang theo cái bàn làm phép nè, bàn học phép nè, để mình có thể nạp lại mana khi mà dùng hết ha. Rồi, được rồi, đi thôi. Lên đường. Ừ, quên. Mình có nên qua đây thủ tiêu luôn cái anh một mắt không ta? Ui, đằng kia có rồng nữa cơ. Cái chỗ mình ở hay gặp rồng lắm nha. Nhưng mà tiếc thay là mình chưa thấy cái tổ rồng nào gần đây hết. Không là mình cũng đi mượn trứng rồng rồi đấy. Anh một mắt này tới 100 mấy máu lần hả? Ăn gì? Không sao, mình có cái phép chích điện này cũng khá là khỏe nè. Để mình chích ảnh coi coi mất mấy phút mới chết nha. Ui, cháu vậy? Không ổn rồi. Mình phải đổi chiến thuật thôi. Sử dụng cái phép đầu tiên của cây gậy này ha. Cũng không ăn thua lắm. Ôi no. Khi mà mình đánh bại được anh này thì mình sẽ có được một cái vật phẩm huyền thoại đấy. Đó chính là con mắt của người khổng lồ ấy. Món đồ đó rất là hữu ích luôn á. Từ từ để mình gán combo anh này cái đã. 5 minutes later. Người khổng lồ còn 7 máu. 3 máu và tiêu diệt được người khổng lồ rồi. Đây rồi. Thứ mình muốn đã có rồi. Đó chính là mắt của người khổng lồ. Khi mà mình cầm mắt của người khổng lồ thì những cái con quái vật gần đây nó sẽ bị yếu đi á. Hợp lý. Nhưng mà tốn khá là nhiều mana để đánh bại anh đó luôn. Phải nạp mana lại thôi. Nạp mana lại. Rồi xong phiên, đầy mana rồi, đi tiếp. Hôm nay mới vô đã đánh bại được anh khổng lồ rồi đó. Vậy là mai mốt gần nhà mình an toàn rồi, mình có thể đi khám phá thoải mái mà không sợ bị làm phiền á. Còn riêng cái danh trại này thì từ từ. Tại vì bây giờ mình chưa tìm được cái nơi để mình sử dụng những cái chìa khóa, nên mình sẽ để yên chỗ đó đi. Khi nào cần thì mình sẽ qua đó để mình farm chìa khóa ha. Ê, wait, what? What the hell? Gì đây? Oh my god, trước mặt mình là một tòa tháp gì đó, có vẻ khá là khủng khiếp luôn. Không biết trên đó có pháp sư gì xinh xịn hay không. Ý, ở đây còn có rồng mi nữa nè. Đây là rồng mi. Khi mà ở nhà mình cũng có cái trứng đó. Khi mà trứng rồng mình nở sẽ ra một em rồng mi giống như vậy nè. À hiểu luôn, đằng kia có tổ rồng mi kìa. Trời ơi, em này là rồng mi đực. Vậy là rồng mi cái nhà giữ tổ rồi. Ui gì đây. Ui, rồng mi phun lửa kìa. Ghê vậy. Thôi, kệ đi. Tốt nhất là giờ mình không nên chọc giận rồng đâu. Mình sẽ vô trong cái tòa tháp này trước á. Ui, cũng căng thẳng lắm ấy. Thôi. Mình nghe tiếng cướp dân làng rồi. À, thì ra đây là tòa tháp của mấy tên cướp dân làng. Từ từ. Chạm mà chắc. Mình cứ từ từ mà vô thôi. Đây nữa nè. Cướp dân làng cầm cung.
Mà may quá, mình cái phép mình là tấn công tầm xa, mình có thể cấu rỉa được. Này thì vô đây, bước vô đây, bước vô đây. Nó tàn hình được cơ. Chơi. Chỗ này căng nhá. Này thì cướp dân làng nè, tịch thu vũ khí luôn. Quá đã. Rồi nó có rương các thứ. Không biết là có đồ gì không đây. Sao bèo vậy? Bèo thiệt luôn á. Chủ yếu là có than thôi. Ok, ít ra cũng có than để mình nấu đồ ha. Rồi tầng trệt thì không có gì đặc biệt á, nên bây giờ mình sẽ đi tiếp những cái tầng kế bên. Oh no, mình có một vị khách không mời mà tới. Rồng hoang dã. Ngoài những em rồng có tên tuổi rõ ràng thì còn có một số loài rồng hoang dã giống như vậy á. Ui, tha cho tôi đi, tôi chỉ là một pháp sư mới nhú thôi, mới vô nghề à. Chạy. Con rồng khủng khiếp này. Con rồng khủng khiếp. Ui, nó thấy mình rồi. Ôi no. Bình tĩnh lại nào. Anh bạn à, anh bạn rồng này hung hăng quá. Mình gần hết mana rồi. Cái phép này đúng là nó ít tốn mana thiệt, nhưng mà nó sát thương không cao. Mình chưởng mỏi cả tay luôn rồi đó. Bình tĩnh lại đi. Mình vô đây núp tiếp. Ít ra có công trình thì mình vẫn có cái để mình che chở được ha. Nạp lẹ. Không thôi, một hồi nó tới đây nữa là mệt đó. Nó rồi. Ui, nó bay đi rồi hả? Ui, hình như con rồng bay đi rồi. Hên thế. Ui, tại vì đầu game mình nó rất là yếu luôn. Ồ, có sách mới nè. Ê, sách này được. Học luôn không nhờ? Tranh thủ lúc mà con... Ui, nó rồng bay lên đằng kia. Khốn kiếp. Này thì rồng á. Rồng nè. Đi đây. Ao. Rồng bây giờ quýnh... Quýnh còn thua cái tên cướp dân làng nữa. Trời ơi, nó cầm cái rìu nó... Nó chặt mình một phát, nửa cây máu rồi. Ui, phải hồi phục lại mới được. Tòa tháp cướp dân làng này có vẻ khá là nhiều rương ấy, nên từ từ mình khám phá thôi. Giờ trước mắt là mình phải tiêu diệt kẻ thù mà nguy hiểm nhất nè, đó chính là rồng hoang dã. Mình bắn nãy giờ mà rồng chỉ mất có một tẹo máu thôi. Bây giờ rồng còn có 30 máu. Cố lên. Rồi, rồng á, rồng. Này đi gồng cà khịa tôi nè, tôi cũng không muốn đâu. Tại gồng cà khịa tôi trước chứ bộ. Lượm cục kẹo gồng luôn. Để mình lướt sát rồng cái đã. Có vẻ rồng này nhiều vảy nè. Thơm thiệt các bạn ơi. 19 vảy. Cũng khá là tốt đấy chứ. Và nhân tiện mình mới lượm được một quyển sách phép thuật mới. Mình sẽ học luôn để coi phép này có hữu dụng chứ đối với mình hay không. Sẽ cho nó ở vị trí thứ tư. Rồi. Test liền. Coi thử coi nó như thế nào. Ôi, phép này không hữu dụng rồi. Nó tạo ra một quả cầu ánh sáng, nó thay thế cho đuốc ấy. Ồ, tiếc thế. Thôi kệ, không sao. Giờ trước mắt là mình sẽ đột nhập vô đây để tìm những cái rương mà bọn cướp dân làng này giấu ấy đã. Bọn này khá là nguy hiểm đấy. Căn phòng trống nè. Đây, phòng chứa rương đây rồi. Mà sao bọn này nghèo thế nhờ? Toàn là gỗ thôi. Nghèo thiệt ấy. Lên... À đây, có rương, có đe luôn. Xin nha, xin cái đe nha. Có thêm một tí vàng. Rồi luôn rồi, bọn này nghèo khổ thiệt. Mình tưởng mình là nghèo rồi, bọn chúng còn nghèo mình nữa. Này thì bắn cung. Không sao, chúng ta cứ từ từ mà kiểm tra. Kiểu gì nó cũng sẽ có căn phòng xịn thôi. Mình nghĩ là chắc mình chưa có tìm ra được căn phòng xịn ấy. Phòng này thì có xác. Thêm một cái đe nữa. Vô đây chân để chỉ để lụm đe thôi sao? No. Nè, có cái rương ở đây nữa nè. Cái rương này là ở dưới mình đã phát hiện rồi.
Ôi. thanh niên lọt xuống dưới nè. À, bắn hả? Bắn hả? Thanh niên đi lọt cầu thang à? Sợ thiệt. Này thì đi lọt cầu thang. Giờ làm sao để qua đó đây? Từ từ đi qua đó thử coi. Thêm một chút xác. À, đi lên tầng cao nhất luôn. Đây là tầng cao nhất của bọn cướp dân làng nè. Ui, đồ đạc cái thứ bọn chúng gạo hết trơn rồi. Nhưng mà không sao, mình đã đột nhập thành công lên trên. Ui, sao có đồ chỗ vậy? Nghèo vậy. Ui, cái này là phòng chứa hộp giống. Phòng hồi nãy là phòng chứa đồ đá đỏ, còn... Ui, đây là tới phòng nấu thuốc nè. Trời ơi, bọn này hư hỏng thì cướp bóc xong rồi ha. Về chơi đồ. Tịch thu liền. Wow, bọn chúng chế thuốc xịn ghê luôn á. Đúng là dân cướp dân làng. Thuốc sức mạnh cho cướp dân làng nè. Uống vô mình sẽ được tàn hình, hồi máu, phát sáng, may mắn. Nhưng mà mình sẽ bị đói nha. Không kệ làm sao. Thuốc này thì cho mình làm chậm, nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ được sức mạnh rất là nhiều. Kệ lụm luôn. Tịch thu hết. Đầu rồng, quên đầu rồng phải giữ lại chứ. Còn phòng này là phòng gì đây? Phòng này có vẻ là phòng xịn nhất nè. Mình nghĩ nó sẽ chứa khoáng sản đấy. Có lò nung nè. À, phòng này là phòng giáp. Thay quần mới đi. Rồi, xong phim. Vậy là hết rồi đó hả? Ôi, vậy là tòa tháp này là của cướp dân làng chứ không phải của mấy tên pháp sư rồi. Tưởng đâu của pháp sư thì lên đây mình... Mình hôi cổ được một ít sách phép thì ngon. Ui, trên này có pháp sư. Này thì phân thân chi thật nè. Nó dùng phân thân chi thật chứ mình. Nhưng mà sao mà đỡ được. Mình bắn thôi bị nhanh. Ôi, nó làm mù lò mình rồi. Chả thấy đường luôn á. Nữa nè. Cung thủ gì trên đây. Ui, ao. Mình thấy thanh niên nào đồ đỏ đỏ trên đó đấy. Đây rồi. Đục xỉn. Một cái Astro Diamond. Xô dơi các thứ. Sách phép mới. Thơm thiệt. Sách này mình mới học rồi. Nên mình sẽ không lượm một cái nâng cấp nè. Nâng cấp này thì nó sẽ giảm thời gian hồi chiêu của những cái phép ha. Một cái nâng cấp tốt nè. Xong. Giờ mình sẽ tranh thủ mình học thêm phép cuối cùng. Tại vì cây gậy của mình còn chứa thêm được một phép á. Nên mình sẽ học luôn nha. Đây. Rồi, giờ mình đã full phép luôn rồi đó. Oh, cái phép mới của mình là phép chọi bông khói. À, được đó nha. Chọi bông khói xong chuồn được ấy. Hợp lý. Nhưng mà giờ thì mình cần phải dùng cái phép nào để tấn công tiêu diệt bọn này trước đó. Lên. Ui, đây rồi. À, đây là tòa tháp của tên vua cướp dân làng. Vua cướp dân làng hả? Này thì vua chúa với tôi. Trời ơi, coi kìa, mình vào trước nha. Mình lụm ngay kho báu của vua cướp dân làng rồi. Quá đã. Kim cương mà nó chất đóng luôn này. Xịn chưa? Quá trời đất kim cương rồi. Chiến này vào. 5 khối kim cương. Bên đây còn nữa. Nó còn nhiều kim cương lắm. Nè còn dấu rương nữa. Trời ơi. Dấu cái gì? Tất cả rồi cũng sẽ bại lộ thôi. Gớm hết. Lúc ở dưới thì nghĩ cái này sẽ không vào đâu. Nhưng mà lên đây mới biết nó vào không tưởng luôn á. Xong. Giờ thì lút lò thôi. Trong đây có sắt, restore các thứ. Ồ, nhiều bình kinh nghiệm thế nhờ. Trong đây nhiều bình kinh nghiệm cực. Táo vàng nữa nè. Hợp lý. Một xíu nhiều khi mình lại cần táo vàng để ăn rồi chiến đấu cho tốt á. Còn bên đây thì sao? Tiếp tục là táo vàng, restore, kinh nghiệm các thứ ha. Tạm đi. Nói chung thì tốt nhất mình nghĩ vẫn là những cái khối kim cương và khối ngọc lục bảo thôi á. Còn rương này giấu ở sao nè. Trời ơi, cái rương giấu mà nghèo vậy. Ok.
dù sao thì cũng chúng ta cũng đã lấy đi toàn bộ kho báu của cái tên vua cướp dân làng rồi. Mặc dù là vua nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, cái phép đầu tiên của mình vẫn phát huy được sức mạnh của nó, đánh bại vua cướp dân làng trong một nốt nhạc luôn. Và chắc bây giờ thì mình nghĩ mình nên rời khỏi tòa tháp này thôi. Tòa tháp này nhiều chuyện không may quá. Mới bước vô đây thì bị gồng cà khẻ rồi, đã thấy không ổn rồi. Không hiểu luôn á. Rồi đi xuống dưới. Và tranh thủ gần đây có tòa tháp của pháp sư luôn kìa. Để mình xuống dưới mình kiểm tra thử ha. Không biết đây là pháp sư thiệt hay là pháp sư hiện hay là pháp sư gian ác nữa. Phải lên đó mới biết được. Đi. Trời ơi, mà cắt nhà kế tổ đồng luôn mới ác á chứ. Ôi, có vẻ là pháp sư hiện rồi. Mình nghe tiếng khá là giống sư phụ cũ của mình á. Ồ, y gan sư phụ cũ mình luôn. Đổi gì đây? Ui, đổi quyển sách điều khiển tâm trí này. Ghê nhờ. Wow, đổi một quyển sách nâng cấp cây gậy lên cấp độ cao nhất luôn, cấp độ bậc thầy. Mà tốn có 10 ngọc lục bảo thôi. Phải đổi, cái này mình phải đổi rồi. Quyển sách này cực kỳ tốt luôn ý. Một Astro Diamond mình mới lượm được nè. Đầu tư luôn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sớm nâng cấp được ha. Rồi cái rương này hình như là rương của tổ rồng này phải. Quá đã luôn á. Uầy, còn bán cho mình thêm quyển sách mới nữa nè. Animate item. Quyển sách hơi lạ ha. Quyển sách này thì... quyển sách này mình học được. Wow. Đổi luôn nhờ. Mua luôn nhờ. Rẻ mà mình ủng hộ đi. Ok luôn, ủng hộ có các bạn đây mình sẽ tận dụng luôn ha. Mình sẽ thay thế cho cái phép... phép like đi. Tại vì cái phép like á là cái phép giống như là mình cấm đuốc thôi. Nên mình... thấy nó không hữu dụng lắm. Đây mình sẽ thay thế cho nó ở vị trí thứ tư. Đó, có phép mới rồi. Phép mới tên là Avaye ha. Đó, phép Avaye. Coi thử Avaye là như thế nào. Đây, Avaye đây. Ui. À, phép Avaye là phép lạng lách đánh võng. Đó, khi mình dùng thì mình sẽ lướt qua bên trái hoặc là bên phải ha. Ờ... cái này mình nghĩ là nó chủ yếu là dùng để tránh né thôi. Chứ công dụng của nó thì mình thấy nó cũng không có quá nhiều ha. Không được rồi, vậy là phải mua thêm sách khác rồi. Mình muốn cây gậy phép đầu tiên của mình là cây gậy chứa những cái phép mà chuyên để tấn công thôi. Và sau này mình có nhiều gậy hơn á, rồi mình sẽ làm thêm những cây gậy, học những cái phép như là phép phòng thủ và phép hồi phục được ha. Như vậy thì sẽ hợp lý hơn. Phép điều khiển tâm trí này mình nghĩ mình cũng nên mua nè. Giờ mình nhiều ngọc lục bảo lắm nên mình mua thoải mái luôn á. Nhiều ngọc lục bảo cực. Coi có bán thêm mình sách mới chưa. Uầy, bán mình cuộn sách phép luôn rồi. Vậy là mình càng mua thì sư phụ sẽ càng đổi cho mình những quyển sách xịn ấy. Ok, vậy mình sẽ gắn vô cái phép điều khiển tâm trí đi. My trick nè. Điều khiển tâm trí. Để một xíu mình gặp mấy con zombie mình điều khiển tâm trí nó. Để mình biến nó thành đệ tử của mình. Như vậy là hợp lý luôn rồi đó. Quá đã ha. Nhưng mà giờ mình đã đầy kho đồ mất rồi. Sẵn tiện nhà mình gần á, chắc mình sẽ trở về nhà đi nha. Mới đi khám phá có một tẹo thôi à, mà đầy kho đồ mất rồi. Vừa về tới nhà thì mình gặp thanh niên rồng nét đờ lượn lượn trước nhà mình này. Không biết có mục đích gì hôm nay. Ăn thịt không? Ừ, chảnh đi, người ta lợi, người ta hỏi ăn thịt không mà bye bye. Nhớ mặt nha, nhớ mặt đó. Rồi, mình đã về tới nhà rồi. Để công việc đầu tiên của mình á là mình sẽ làm một cái cây cúp kim cương trước. Tại vì phải có cúp kim cương thì mình mới có thể kiểu như là đào hắc diệm thạch được ấy. Tại vì mất cái trứng rồng nè, chưa có ấp được. Phải làm một cây cúp để mình đi ấp trứng rồng á. Ủa, lấy hắc diệm thạch rồi ấp trứng rồng thôi. Đây, cúp kim cương. Thích thế nhờ. Rồi, hợp lý. Chắc giờ đi lấy hắc diệm thạch luôn á. Mình sẽ thử dùng phép mới luôn nha. Tranh thủ coi. Rồi, điều khiển tâm trí rồi. Ồ, sao nó không quýnh nhau ta. Hình như có gì đó sai sai.
Đáng lý ra là mình điều khiển tâm trí nó xong nó phải quýnh cái con kế bên chứ. Thất bại rồi. Trời bơm khói chuồn thôi. Fail rồi. À ở đây có một cái khu mỏ bỏ hoang luôn này. Ồ oh. Được thế. Nhưng mà bây giờ thì mình đang tìm chỗ có nhum nham cơ, chứ không phải tìm muốn tìm khu mỏ. Ồ khu mỏ này có rương luôn. Ồ có phòng chứa đồ luôn hả. Xịn vậy cà, xịn vậy cà. Không biết có cái hồ nhum nham nào gần đây không nha. Ê sao nhiều xe mỏ chứa rương vậy. Ồ một quyển sách nâng cấp. Wow. Tốt 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 nè. Được đấy. Lấy thêm khoáng sản đi. Hi, kim cương luôn. Thích thế nhờ. Thêm một cái cuộn sách phép nữa nè. Cái này thì mình sẽ học thêm được những cái kiến thức. Và ở đây có hai cây cần câu sửa chữa luôn. Được nha, được nha. Tốt nha. Đồ free nên mình cứ lụm thôi. Rồi, mình sẽ chọn bông khói cho nó không thấy mình. Đúng không? Chính xác, mình chọn bơm khói thì nó sẽ bị mù lòa nên nó không có thấy mình. Cái này mình thấy nó khá là phù hợp để cho mình chạy trốn ha. Hợp lý á. Rồi mình sẽ giữ cái phép bơm khói lại. Để một xíu biết đâu mình lại cần tới thì sao. Rồi còn giờ thì đi tìm một cái hồ nhum nham thôi. Sao đi nãy giờ chả thấy hồ nhum nham nhờ. Ý. Ui mình tìm ra được cái thùng luôn. Thùng gì đấy. Đập thử đập thử. À, nó cho mình cả đống đồ. Ý, nó có cái trái này. Nó có cái trái gọi là Corrupted, Corrupt Food. Mình ăn cái này vô mình sẽ được đi xuyên tường ấy. Oh my god. Chưa, hồn nhung nham. Đây. Rồi, cho tôi xuống đây đi. Ê, hợp lý nha. Ăn cái trái đó vô được đi xuyên tường luôn. Được thêm 3 cục hắc diêm thạch nữa nè. Ủa dạ, ở đây có khí lưu quỳnh. Có lưu quỳnh. Giờ trước mắt mình phải lấy hắc diêm thạch trước đó. Để mình làm một chuyện quan trọng đó là về làm cái máy ấp trứng rồng. Rồi tính tiếp. Rồi lấy hắc diêm thạch đi. Rồi mình đã lấy được hắc diêm thạch rồi. 15 cục. Có nên lấy thêm không ta. 15 cục. Ờ chắc mình nghĩ mình nên lấy thêm á. Hợp lý. Để mình lấy thêm một ít nữa đi. Tại vì lâu lâu mới đi lấy mà. Sẵn tiện mình lấy để dành mơ mốt mình làm cổng địa ngục nè. Bàn cường hóa luôn. Bên cạnh đó thì mình sẽ lấy thêm một cái xô nhung nham nữa nha. Phải có xô nhung nham mới được. Tại vì công thức của cái gọi là máy ấp trứng rồng ấy, nó cần phải có thêm một xô nhung nham ở giữa ha. Vậy bắt buộc phải bỏ xô nước này rồi. Ok. Lấy xô nhung nham đi. Rồi tính tiếp. Giờ thì chắc đi lên được rồi đó. Mình cũng đã có được hắc diêm thạch rồi. Quá là nhiều luôn. 39 cục lận. Cái này xài hơi bị lâu luôn á. Rồi làm liền. Gấp gãn. Máy ấp trứng rồng cấp độ 1. Rồi mình sẽ đi ấp cái trứng rồng mi trong ngày hôm nay ha. Ít như ra mình phải có một em rồng để cưỡi cái đó. Sẽ ấp ở đây. Rồi lấy cái trứng ra. Mi ơi chuẩn bị chào đời em ơi. Để em ở đây hơi bị lâu rồi đấy. Rồi cho trứng rồng mi vào. Ừ giờ lại thêm một cái vấn đề nữa là mình hết nhung nham mất. Để bây giờ mình đi làm nhiều xô một xíu để mình múc nhung nham cái đó. Phải có nhung nham thì cái máy ấp trứng rồng đó mới hoạt động được. Ui cái gì đây. Hú hồn vậy men. Sợ thiệt luôn á. Đi chăm thêm một ít nhung nham thôi mà giật hết cả mình à. Rồi, nhiêu đây nhung nham mình nghĩ là sẽ dư sức để ấp cái trứng rồng mi rồi. Wow. Đã nha. Vậy là bây giờ mình chuẩn bị khói em rồng đầu tiên. Và coi nào. Mình cần phải có thêm Dragon Treat. Đó chính là thức ăn cho rồng nữa. Uầy. Vậy là bây giờ mình phải đi săn đồ ăn cho rồng rồi. Xương thì mình có đó nè. Vậy là bây giờ mình còn thiếu thịt thôi. Không biết có ăn, có làm từ thịt chín không? Không, hình như là toàn làm bằng thịt sống thôi. Gần đây hết rồi. Ui. Đằng kia hai em rồng đẹp thật sự. Ôi, ở đây. Có cừu luôn. Mình sẽ săn cừu luôn ha.
chắc ít bữa phải nuôi cừu luôn thôi chứ không có săn nữa. Săn gì rồi mà mốt cừu nào mà xuất hiện cho mình săn hoài vậy, phải nuôi đó. Ở đây có cái em rồng có cái đuôi bảy màu đẹp ghê á, mà tiếc quá mình lượn lờ ở đây mình không thấy cái tổ nè. Phải gặp cái tổ mình vô mình lấy cái trứng rồng là ngon luôn, có luôn em rồng đó luôn ấy chứ. Rồi khúc này hết cừu rồi, mới săn được có 5 miếng thịt à. Vậy là mình phải chịu khó đi thêm vài vòng nữa cơ. Săn tầm nhiều nhiều ấy, cỡ một stack đi. Một stack chắc làm được vài cái thanh thức ăn cho rồng ấy. Chả hiểu sao nãy giờ đi săn gà mà toàn được lông gà không à. Ôi, đi lộn vô đây rồi. Về nhà. Đi săn gà mà một hồi mình được một stack mấy lông gà luôn à. Trời đất ơi, nhiều ghê luôn. Rồi, cái trứng rồng up nãy giờ xong chưa? Xong rồi nè. Up đúng nhanh luôn á. Mới cấp 1 thôi mà đã up nhanh như vậy rồi. Giờ thì mình sẽ làm thức ăn cho rồng. 2 thanh. Hình như được 3 thanh. Ok. Săn một xíu được 3 thanh thức ăn cho rồng. Và mình sẽ cho rồng mi chào đời luôn á. Nghe đây. Tuy bây giờ mình chưa có một cái căn nhà hoàn thiện cũng như nơi ở cho mi, nhưng mà thôi, dù sao mình cũng là một pháp sư rồng mà, phải có rồng thì mới được. Đặt em này là rồng mi ha. Rồi, spawn ra thôi. Mi là rồng cái hả? Uầy, mi có vẻ đang buồn kìa. Thôi ngồi xuống đi, sit down belly cho ăn trước 3 cái nè. Đang đói nên ăn tạm đi ha. Ăn tạm đi. Mới mốt mình giàu mình sẽ cho rồng mi ăn nhiều hơn nữa. Còn giờ mình nghèo quá, cố gách áo ôm. Cho ăn được 3 miếng là mừng lắm rồi. Và mi giờ còn nhỏ nên mình chưa cưỡi được á, nên chắc mình sẽ để mi ở nhà giữ nhà ha. Mi ở đây giữ nhà nha. Mi ngồi xuống chứ vậy, ngồi xuống đi. Đừng có đi theo. Ngủ luôn. Cho mi ngủ đi. Vậy cho chắc. Mình thấy rồng mi tự nhiên bự mình cũng thích lắm, nên mình cũng phải gán nuôi cho rồng mi mình bự giống như vậy ha. Gửi cho nó đã. Ê, quên mất. Ở trong rương của mình còn năm cái thanh thức ăn mà cái túi khởi đầu nó cho nè. Mình sẽ cho mi ăn luôn. Trời ơi, coi mẻ kìa. Mới thấy thức ăn cái tỉnh ngủ liền. Hay thiệt. Được đấy. Nghe ăn cái là khoái liền. Rồi, ăn đây. Giờ là mi chỉ cần ăn với ngủ thôi. Ăn với ngủ. Rồi đó. Ngủ đi. Sướng nhất là mi rồi nha. Mình còn phải đi khám phá, tìm thêm sách phép, học phép đâu. Còn mi là chỉ còn có việc là ở nhà ăn ngủ thôi. Trong thời gian rảnh chắc mình sẽ dành một xíu thời gian ra để mình đi khám phá quá. Tại vì hôm nay mới đi khám phá được một tẹo thôi, chưa có khám phá được nhiều vùng đất xung quanh đó. Để tìm một chỗ thích hợp. Ui. What? Con gà. Trời, xong rồi. Cái chỗ này có cái con gà mà nó chuyên gây ra hiệu ứng buồn nôn á. Con gà đó nguy hiểm lắm. Vậy là chỗ này cũng không ổn nha. Mình phải tìm chỗ nào đó mà nó... Nè, nữa nè. Con gà không kiếp. Con gà buồn nôn. Gặp nó là mình bị buồn nôn à. Tại vì nó chích mình cái là mình sẽ bị chóng mặt, say sẩm nữa. Rất là khó chịu luôn. Vậy là chỗ này không ổn được rồi. Phải tìm một nơi khác rồi. Không biết ở phía trước thì có cái vùng đất nào đẹp hơn hay không ha. Để bây giờ mình sẽ qua đó để tìm hiểu thêm. Hy vọng là mình sẽ sớm tìm được một chỗ thích hợp để chúng ta bắt đầu làm một cái căn nhà hoàn thiện để sống. Chứ giờ sống trong cái nhà nhỏ mà sắp tới có thêm mấy em rồng nữa thì không có đủ diện tích cho mình và rồng sống chung đâu. Rồi, hy vọng là vậy ha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày tiếp theo trong thế giới Pháp Sư Luyện Rồng. Hy vọng là mình sẽ sớm thực hiện những điều mình vừa nói. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.